Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Phát biểu khai mạc, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh khẳng định, công tác phòng chống và cai nghiện ma túy luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ quyết liệt, kiên trì và đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tình hình ma túy và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã phát hiện triệt phá 270 vụ, bắt giữ 520 đối tượng, thu giữ 12 kg ma túy, 5 khẩu súng, 26 viên đạn. Trước sự phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng chủ động tham mưu chỉ đạo tuyên truyền, vận động và đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tệ nạn ma túy, tổ chức cai nghiện và giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu, quyết tâm kiềm giữ và đẩy lùi hiểm họa ma túy. Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới là chúng tôi trên cái mặt trận đấu tranh chống tội phạm thì chúng tôi sẽ tập trung các biện pháp nghiệp vụ để mà tổng tấn công trấn áp các băng ổ nhóm tội phạm, các điểm tụ điểm phức tạp theo các phương án nghiệp vụ, không để cho tội phạm ma túy tồn động kéo dài gây bức xúc trong quần chúng. Rồi trên lĩnh vực cái xử lý người nghiện ma túy thì chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các ngành chức năng như đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể là sẽ tuyên truyền vận động và sẽ lập hồ sơ quản lý cái người nghiện để áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Xác định công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là công tác về phòng chống ma túy là một nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều cái giải pháp, các hoạt động hiệu quả trong các đối tượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là thanh niên công nhân. Bên cạnh đó thì chúng tôi tổ chức các hoạt động như là các hội thi tìm hiểu về luật phòng chống ma túy, các tác hại cũng như là hình thức cái biểu diễn liên quan đến là các tiểu phẩm, các hình thức vẽ tranh và các cuộc thi hỏi đáp, cuộc thi trực tuyến, vân vân, thì để góp phần là tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy đến các bạn đoàn viên thanh niên. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo 138 thành phố đã chỉ đạo cho lực lượng công an thành phố là cái cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, phối hợp cùng các cơ quan ban ngành thành phố cũng như là các xã phường đề ra nhiều giải pháp trong cái công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Thì cụ thể như là chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là nhắm vào các cái đối tượng có khả năng vi phạm về tội phạm ma túy. Và đặc biệt là đối với những cái lực lượng là công nhân lao động trẻ ở trong các doanh nghiệp để mà có cách phòng chống vi phạm về ma túy. Với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn, tại lễ ra quân, lực lượng cán bộ công chức, đoàn viên, học sinh và nhân dân địa phương đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường, kêu gọi mọi người không giữ, không thử, không tham gia sử dụng ma túy dù chỉ một lần, tích cực đấu tranh ngăn chặn, tố giác bọn tội phạm ma túy, phòng chống mua bán, tàn trữ, tiêu thụ và sử dụng trái phép chất ma túy để bảo vệ người thân và cộng đồng, đồng thời phát hiện kịp thời và đưa người nghiện ma túy đến các địa chỉ cai nghiện để giúp họ hòa nhập cộng đồng, cùng xây dựng cộng đồng không có những thương đau vì ma túy.